Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là Tổng Thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới Phân hội tại Việt Nam. Để theo dõi được thường xuyên những video và theo dõi được thường xuyên những cái phần hướng dẫn của tôi thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chào anh chị, trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị một hình sát nữa gọi là hỏa hình thể sát. Hỏa hình thể sát, những cái hình là có ngũ hành thuộc hỏa đó là những hình nhọn này, hình tam giác này, hình góc cạnh này, hay hình có cái mũi tên hoặc là hình mũi nhọn thì người ta gọi chung cái đấy là hỏa hình thể sát. Hỏa hình thể sát gây ra thì nó có nhiều yếu tố, một là nó gây ra do nhà hàng xóm người ta xây mà người ta tiết kiệm cái khu vực đất của mình mà người ta làm, đáng ra người ta làm thành cái góc vuông như thế này chi tiêu lực, nhưng người ta sẽ do đất bị méo, bị tam giác, người ta làm cái nhà bị vát như thế này nên tạo thành cái lực góc nhọn nó chọc vào trong nhà của chúng ta đó. Thì cái phần đấy người ta gọi là cái phần hỏa hình sát. Hoặc là những cái nhà mà ở phần phía trước của nhà người ta làm những cái mái nó cái hình tam giác, nó cứ lên tam giác lên như này, tam giác lên cao thấp không đều, cao thấp không đều, và những hình sát này nó nằm ở ngay phần phía trước cửa nhà của anh chị hoặc là nằm ở cái nơi cái cửa sổ của nhà của anh chị, thì khi mà cửa sổ nhà anh chị thì cũng gọi là bị phạm vào cái hỏa hình sát. Ngoài ra thì những cái sắc vật sắc nhọn lởm chởm ở phần phía bên ngoài của hàng xóm nó chọc chĩa vào nhà của mình thì cũng gây ra cái hỏa hình sát. Ngoài ra những cái góc đình hoặc góc ao hoặc là những cái mái vát của nhà mà nó có hình đầu nhọn mà nó chọc hay là nó dọi vào trong cái nhà của mình hoặc là nó chĩa thẳng vào cái khu vực nhà của mình, kể cả nó chịu chéo xiên nhà chúng ta đây, những cái mái này nó chiếu xiên vào và đứng trong nhà chúng ta cảm giác như là có cái mũi tên hay là cảm giác như có cái hình sát nó bắn vào trong nhà của chúng ta chẳng hạn, thì tất cả những hiện tượng đấy đều gọi là cái hỏa hình sát. Cái hỏa hình sát này nó gây nên không chỉ ở vị trí của cửa chính, không chỉ gây nên ở vị trí của cổng, mà nó còn gây nên do ở cái vị trí của cái cửa sổ lớn hoặc cửa sổ chính mà có cái hình sát hay có cái hiện tượng mà gây ra bởi cái hình hỏa này thì đều gọi là hỏa hình sát. Anh chị lưu ý tôi nhắc lại là cái hỏa hình sát tức là các cái hình tam giác này, các hình thoi hoặc các cái hình có cái góc nhọn hoặc các cạnh nhà hoặc các cái góc nhà mà nó chiếu thẳng vào trong cái nhà chúng ta thì đều gọi chung là cái hỏa hình sát. Cái hỏa hình sát này khi mà gây ra trong nhà của anh chị thì làm cho cái việc buôn bán nó rất là không ổn định, vì hỏa thì nó tức phát tức phá, tức là tốc phát tốc phá, tức là lúc làm thì nó rất nhanh nhưng có lúc thì lại bị mất thì mất rất là lớn, tức là cái việc mà buôn bán nó không ổn định, và chúng ta thì luôn luôn hướng tới cái sự ổn định chứ không phải là bộc phát, mà chúng ta lúc này thì làm được, lúc sau thì lại không làm được, hoặc là làm cho cái người ở trong nhà thì nó dễ bị các cái bệnh liên quan đến ruột thừa do cái hỏa sát này gây ra, hoặc là những cái bệnh liên quan đến cấp tính và dễ phải đi cấp cứu, những bệnh liên quan đến hổ sẻ, nếu như trạch vận của anh chị mà kém ấy, thì nó còn dễ bị gây ra những cái hiện tượng gọi là hỏa hoạn hoặc là cháy nhà khi mà chúng ta bị phạm vào những cái hình sát này. Thì để hóa giải cái hình sát này thì người ta sử dụng cái gương bắt quái gỗ đào lồi treo ở trước nhà, ngoài ra người ta còn sử dụng một cặp tỳ hưu hóa sát. Anh chị lưu ý là tỳ hưu hóa sát nhé, sử dụng một cặp tỳ hưu hóa sát chúng ta để ở nơi cái phía cổng để trấn cái sát này. Ngoài ra là chúng ta có thể dán cái ngũ đế ở phần phía trên hồi cổng hoặc là phía dưới cái chân cổng để chúng ta hóa giải những cái hình sát gây nên do cái hỏa hình sát này. Thì chúng ta sẽ có thể giảm nhẹ được rất là nhiều những cái tác hại của hình sát này, thì nó mới để cho cái tài lộc trong nhà chị được lưu giữ được. Xin cảm ơn anh chị. Một trong những hình sát mà rất bị dễ gây nên trong quá trình mà khi anh chị xử lý các yếu tố phong thủy hoặc là khi chị cư trú trong nhà, người ta gọi là hình thức gọi là phản quang sát. Quang là ánh sáng, sát tức là cái phản quang sát là ánh sáng, nó cái thiệt sát này nó gây nên do ánh sáng nó bị phản chiếu. Thì khi mà ánh sáng nó bị phản chiếu thì nó có mấy trường hợp. Một là trường hợp mà nhà chúng ta mà nó gần biển, thì khi mà ánh sáng mặt trời nó rọi xuống cái bề mặt biển làm cho là cái bờ biển nó lấp lánh, thì những cái lấp lánh này và khi mà gió thổi qua thì nó có những cái sóng, và khi những cái sóng này nó lấp lánh nó làm cho chúng ta mà dọi lên trên phần phía nhà thì làm cho tạo thành cái phản quang sát. Cái trường hợp thứ hai nữa là trường hợp mà khi mà nhà chúng ta ở gần những cái hồ nước lớn hoặc là những cái hồ trong cái khu đô thị
hoặc là ví dụ trong một cái tổng thể của một khu đô thị mà cái phòng của anh chị mà nó ra cái phần hồ, hoặc là cái phòng của anh chị mà nó có gần những cái nơi mà nó có cái hồ nước ấy, thì khi ánh sáng mặt trời nó rọi xuống cái hồ nước này thì làm cho cái ánh sáng của mặt hồ nó hắt lên trên phòng của anh chị. Cái trường hợp thứ ba nữa đó là khi nhà chúng ta ở gần những cái nơi có cái nhà kính, hoặc gần những cái nơi mà nó có cái nhà cao tầng mà cái tòa nhà đấy được bao quanh bằng các cái tấm kính lớn, hoặc là anh chị ở trong khu đô thị mà gần nơi cái trung tâm thương mại mà cái vòm của trung tâm thương mại đấy nó lại được làm bằng từ những cái tấm kính lớn, thì khi ánh sáng mặt trời nó rọi vào tấm kính này thì làm cho cái ánh sáng của những tấm kính hoặc là tấm của nhà lớn này nó rọi bật trực tiếp vào trong nhà của chúng ta, thì tất cả những ánh sáng phản chiếu từ gương hay những ánh sáng phản chiếu từ hồ nước hay những ánh sáng phản chiếu từ những cái dòng sông, hoặc là kể cả trường hợp mà cái nhà hàng xóm người ta bán gương chẳng hạn, thì khi mà cái gương ánh sáng đấy cứ rọi thẳng trong nhà của mình, đặc biệt là khi ánh sáng mặt trời nó rọi vào, và nhiều khi thì những cái ánh sáng mặt trời khi rọi vào như vậy thì có những người đi qua nhiều khi làm cái bóng nó bị sấp cật cái bóng đấy, nó làm cho những hình nó cứ in, nó cứ nhập nhè trong nhà chúng ta, thì chuyện này trong phong thủy thì nó làm chuyện không, rất là không tốt. Điều này nó sẽ gây ra cho anh chị cái tinh thần khi chị ở trong nhà đó thì cái tinh thần rất là mệt mỏi, chúng ta rất là hay hoang mang sợ sệt, và đầu óc chúng ta thì thường hay không minh mẫn và kém đi cái sự minh mẫn. Thì khi nó bị kém đi sự minh mẫn này, và cũng như là đặc biệt là những cái nơi mà cơ quan làm việc hoặc là những cái nơi mà văn phòng làm việc của anh chị mà có hiện tượng sát này, thì cũng làm cho đầu óc chúng ta nó không nhanh trí, hoặc là chúng ta kém đi cái sự minh mẫn. Khi kém sự minh mẫn này thì chúng ta sẽ dễ dẫn đến cái chứng mất ngủ, hoặc là anh chị đi ra ngoài đường thì trong trạng thái tâm lý mệt mỏi như vậy thì cũng sẽ dễ xảy ra những cái tai nạn về xe cộ, nên là chúng ta cần hết sức lưu ý. Nghe sát này thì mới đầu tiên nhìn thì trông rất là thường, nhưng mà để cái việc này tác dụng và kéo dài lâu dài thì cũng làm cho tinh thần người ta nó trở nên hoảng loạn, và làm người ta nó kém đi cái trí tuệ và minh mẫn. Để cái hóa giải được cái xung sát này thì trước hết là anh chị có thể sử dụng cái phim cách nhiệt, anh chị dán vào cái phần cửa kính mà nó có bị ánh sáng nó dọi vào để chúng ta giảm thiểu về ánh sáng đi, hoặc là chúng ta có thể sử dụng rèm cửa để chúng ta có thể che bớt ánh sáng này. Ngoài ra chúng ta có thể xếp một cái hàng cây xanh để chúng ta có thể, để khi mà ánh sáng nó dội ngược lại thì nó dội qua cái hàng cây đấy để tạo ra cái không gian xanh vào trong nhà. Và đặc biệt nữa là anh chị có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy bằng cách sử dụng cái đồng ngũ đế hồ lô. Đồng ngũ đế hồ lô được tết bằng 5 cái đồng tiền ngũ đế, và dưới thì có buộc cái hình hồ lô ấy, và chúng ta có thể gắn buộc vào hai đầu của hai bên cái cửa chính, hoặc là hai đầu hai bên của cái ban công, hoặc là hai đầu hai bên của cái cửa sổ nơi mà chúng ta bị phạm vào cái phản quan sát này, thì chúng ta có thể hóa giải được tương đối những hình sát này, thì sẽ giúp cho chúng ta cái cuộc sống nó trở nên nó thoải mái hơn, và đầu óc nó trở nên minh mẫn hơn, thì anh chị sẽ làm được nhiều việc hơn, tạo ra nhiều được cái tài lộc và sức khỏe hơn. Xin cảm ơn. Chào anh chị, hôm nay tôi chia sẻ với anh chị một hình sát rất là hay gặp trong cái đời sống đô thị, người ta gọi là lộ xung sát. Lộ là đường, xung là thẳng tới, sát tức là gây ra cái hiện tượng sát trong phong thủy. Như vậy là cái sát này thì nó gây ra do là cái khi mà anh chị mở cái cửa đại môn, anh chị mở cái cửa chính của nhà ra thì là anh chị nhìn thấy ngay cái đường, tức là có cái đường nó đâm thẳng vào trong nhà của chúng ta. Tức là như trong trường hợp như hình mô tả, tức là ở cái chỗ này nó đang là cái phần ngõ, và đây là phần cửa nhà của anh chị, thì cái ngõ này nó đâm thẳng vào phía trước cửa nhà của chúng ta. Người ta gọi hiện tượng này gọi là lộ xung sát. Một trong những cái hình ảnh có thể mô tả nữa đó là ví dụ như là cái phần phía trước cửa nhà của chúng ta ở góc này chẳng hạn, mà cái đường chữ T nó lao thẳng vào trong nhà chúng ta, thì người ta gọi cái trường hợp này gọi là lộ xung sát. Kể cả những cái trường hợp khi mà cái ngã tư, kể cả những trường hợp khi mà cái ngã tư mà chúng ta đang sử dụng thì cái ngã tư này thì có cái đường, và cái đường này cũng lao thẳng vào trong nhà chúng ta, thì người ta cũng gọi là lộ xung sát. Những cái cổng ngõ mà những cái nhà ở cuối ngõ mà nó có cái cổng, hay là nhiều khi là cái cổng, nhiều khi nó lại là cả cái cửa chính của nhà mình luôn, thì sẽ có cái đường nó lao thẳng vào trong nhà của mình, thì hiện tượng như này cũng gọi chung là lộ xung sát. Cái lộ xung sát này ngoài cái việc mà nó gây ra, ngoài cái việc nó gây ra do cái cửa chính, thì nó còn gây ra do hiện tượng cửa sổ. Tức là khi chúng ta mở cái cửa sổ ở trên phòng ra
hoặc là chúng ta mở cái cửa sổ chính ra thì cũng nhìn thấy con đường nó đâm thẳng vào cái cửa sổ nhà mình. Hoặc là trên cái chung cư, đặc biệt là những cái tòa căn hộ nào mà nó từ tầng 10 nó trở xuống chẳng hạn, thì khi chúng ta mở cái cửa ra thì thấy ngay cái đường cao tốc, hay là thấy ngay cái đường mà trước mặt như nó muốn đâm vào trong cái cửa trong phòng của chúng ta, thì người ta cũng gọi cái hiện tượng đấy gọi là lộ xung giác. Thì cái lộ xung giác này là một dạng khí trực, tức là khí thẳng, nó lao thẳng vào mà gần như là không có sự cản phá. Kể cả trong trường hợp khi ở dưới dương trạch chẳng hạn, những người mà bị say rượu hoặc là những người mà trong đầu óc không tỉnh táo chẳng hạn, hay là lái xe buồn ngủ, nhiều khi mà đi đến cái đoạn ngã cụt ngã ba đấy mà không kịp xử lý thì người ta sẽ đâm đổ cổng nhà anh chị, hoặc đâm thẳng vào trong nhà chúng ta luôn, làm cho cái người mà ở trong nhà nhiều khi nó gây ra những cái tai nạn bất ngờ. Thì một số anh chị nếu theo dõi thông tin giao thông hoặc anh chị theo dõi những cái thông tin ở trên báo đài thì chúng ta hay thấy thỉnh thoảng là có cái xe nó đâm thẳng vào cổng, hay là có những cái xe mà nó đâm trực diện vào trong cái nhà của người dân. Thì những trường hợp đấy thì gây ra nhiều khi cũng do là cái lộ xung giác. Và nếu như mà cái nơi đâm đấy nó mà là cái cửa sổ, nhiều khi đâm thẳng vào trong phòng của chúng ta đang ngủ luôn. Thông thường thì những cái khí gây nên khi mà cái khí này nó đâm vào từ phía của cửa sổ ở lại á, thì cái sát nó nhẹ hơn là những cái sát mà nó gây lên khi mà đâm vào từ phía của cửa chính. Nên thành ra là chúng ta phải hết sức lưu ý đối với cả hình sát này, và cũng phải tránh những hình sát này trong quá trình xây dựng. Nên thành ra là khi mà chúng ta mà nó sẽ khắc ứng vào những cái năm khi mà anh chị có hạn nặng, hoặc là anh chị có cái bị hạn nặng về tuổi đã tác sẽ gây ra những cái tai nạn, hoặc là chúng ta cũng dễ bị phạm nhà, bị phạm cái sát này thì cũng dễ gây ra những cái tai nạn về xe cộ hoặc là bệnh tật, hoặc là anh chị ở trong căn nhà đấy lúc nào chúng ta cũng trong cái tình trạng mà nơm nớp lo âu. Thì để cái hóa giải cái hình sát này thì thông thường người ta sẽ sử dụng bằng cách là người ta sẽ lập huyền quan. Huyền quan nó là một cái khoảng trống ở trước nhà, tức khi chúng ta bước vào nhà cái thì là cổng, trong cổng xong là đến khoảng trống, cái khoảng trống nó gọi là huyền quan. Khoảng trống trước nhà nó vẫn nằm trong cái nhà của chúng ta thì gọi là huyền quan, sau đó đến cửa chính và sau đó mới vào trong nhà của chúng ta. Thì đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chị có thể đặt non bộ nổi, một nửa nổi nửa chìm ở phần phía trước cửa nhà để chị có thể hóa giải, tức là một cái non bộ trên đấy chị để núi, rồi dưới chị có nước, nên chị cần phải trồng thêm cây xanh và nuôi cá vào trong cái non bộ đấy. Nó như là một cái tiểu cảnh phía trước nhà, nó vừa có tác dụng trang trí, nó vừa có tác dụng hóa giải cái trực sát này khi nó lao thẳng cái khí vào trong nhà của chúng ta. Ngoài ra thì nếu như mà những cái nhà như vậy thì ngoài ra thì cần phía trước cổng, nơi mà nó tiệm cận hay là tiếp xúc với cả cái đường đó, chúng ta có thể sử dụng các lệnh bài thái sơn thạch cẩm đương. Cái bạch ngọc thạch cẩm đương thì nó làm cái phiến đá bằng thạch anh, và trên đấy nó khắc chữ thái sơn thạch cẩm đương, tức là tượng là một cái ngọn núi. Ngoài tác dụng mà chảm xạ, ngoài tác dụng mà chấn trạch ra thì nó tác dụng là trị tà nữa. Và nên thành ra là để cái pháp khí này gắn vào phần ở dưới chân tường và ở phần phía trước của nhà, nơi mà nó bị phạm vào cái hình sát này, có thể hóa giải được một phần. Ngoài ra thì anh chị có thể để đôi kỳ lân ở phía trước cửa nhà mình thì cũng có các tác động. Đôi kỳ lân to chị để phía trước cổng hoặc là để vào phần trước nhà của mình thì cũng tác dụng để hóa sát. Đối với cả cái phần một cửa sổ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tiền ngũ đế hồ lô anh chị treo ở hai bên của cửa sổ, hoặc là sử dụng cái tượng kỳ lân đồng nhỏ anh chị để ở hai bên của cái bậc cái thềm của cửa sổ và hướng về cái phần sát này, thì cũng có thể hóa giải được một phần những hình sát khi mà chúng ta bị phạm vào cái lộ xung sát này. Lộ xung sát là một trong những loại sát nó rất là tương đối nặng trong phong thủy, gây nên bởi cái hình thế và gây nên bởi cái đường đi nối lại. Nên thành ra là khi mà phạm vào những cái hình sát này thì chúng ta cũng phải, một là chúng ta tìm cách hóa giải, hai là chúng ta cũng nên tránh cái hình sát này ra, bởi vì là phòng thì cũng là hơn là chống. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ với anh chị một cái hình sát trong phong thủy được gọi là thiên kiều sát. Thiên kiều sát, kiều là cái cầu, thiên kiều sát tức là cái sát gây ra bởi những cái cây cầu khi mà trong cái quá trình mà anh chị xây dựng nhà cửa. Thì trong quá trình mà đô thị hóa thì chúng ta phải xây dựng những cái cây cầu vượt,
cây cầu vượt của người đi bộ, rồi cây cầu vượt của xe ô tô, rồi các cái cây cầu mà vượt đan lên với nhau chẳng hạn. Ví dụ như trong trường hợp như thế này ạ, thì những cái cây cầu vượt khi chúng ta xây băng qua khu vực đường, thì hoặc là những cái cây cầu vượt mà hoặc là những cái cây cầu vượt đi bộ mà chúng ta khi mà làm chúng ta xây dựng để nó vượt qua những cái để vượt qua những đường để làm giảm cái ùn tắc giao thông, thì thông thường thì cái việc này thì đối với cả cái thiết đô thị thì nó là việc rất là tốt để giúp cho giảm cái ùn tắc giao thông. Nhưng mà đối với những cái căn nhà mà sống xung quanh cái nơi đó thì chuyện này lại là cái chuyện nó không được tốt. Bởi vì là khi mà những cái cây cầu vượt này khi mà băng qua nhà của anh chị thì nó giống như là một cái lưỡi dao, hay nó giống như là một cái hình sát, nó cắt trực tiếp vào trong cái căn nhà của chúng ta. Và cái phần cái cây cầu này, những cái nhà mà đặc biệt là những cái nhà mà nằm ở phía đầu cầu, đặc biệt là những cái cầu đi bộ mà nhà của chúng ta nằm ngay ở cái khu vực cái chân của cái cầu đi bộ, hoặc là nằm ở cái vị trí mà cái lối xuống cầu thang của cái cầu đi bộ mà nó vào thẳng trong cái nhà của chúng ta, hoặc là đứng ở trong nhà mà chúng ta nhìn thấy cái đường dốc lên, chéo vắt lên của cái đường cầu vượt của xe cơ giới, thì tất cả những trường hợp đấy thì người ta đều gọi chung là thiên kiều sát, tức là những cái hình sát nó gây nên bởi những cái cây cầu. Thì thông thường thì ở một số nơi trên thế giới thì người ta tận dụng cái việc này bằng cách là người ta đặt những cái quảng cáo hoặc đặt những cái biển quảng cáo để người ta tận dụng cái lưu lượng người giao thông đi lại, thì cũng là cái việc tốt. Nhưng mà thực chất thì những cái cây sát này thì nó gây ra những cái ảnh hưởng cho những người mà sống ở trong cái nhà mà nó có cái đầu cầu nó chạy thẳng trực tiếp vào trong cái nhà của mình, hoặc là những cái cây cầu vượt nó cắt ngang lên và làm cho những người ở trong nhà dễ bị tai nạn về xe cộ, dễ dẫn đến những cái bệnh tật mà nó dễ phải bị mổ xẻ hoặc là cắt lên da thịt. Thì những cái này, hình tượng này nó làm cho như là cái nhà chúng ta cũng như là cái vết nó bị, như nếu như mà đường nó đâm trực tiếp vào chẳng hạn thì nó gọi như là cái gì đó đâm vào nhà. Còn nếu như cái vệt trước mặt nó giống như một vết dao cắt thì cái chuyện này nó gây ra hiện tượng là dễ bị mổ xẻ. Thì để mà hóa giải cũng như là để mà hóa giải cái phần này thì chúng ta ngoài cái việc mà thiết kế cái phần kiến trúc cho nó phù hợp với cả không gian, thì anh chị sử dụng thêm những cái vật phẩm phong thủy để chúng ta có thể hóa giải. Cái phần phong thủy chúng ta có thể sử dụng cái gương bắt quái gỗ đào hổ phù, để sử dụng để treo lên trên phần phía trước cửa nơi mà cái đầu cầu đấy nó dọi vào. Cái chuyện này nó cũng ứng đúng với cả cái việc mà nếu như cái nhà chúng ta nó quay ngang ra mà cái đầu của cái cầu vượt đi bộ mà nó lao thẳng vào cái phía cửa sổ, hoặc là lao vào cái phần cửa sổ của nhà chúng ta, mà hoặc là đứng trên cửa sổ mà chúng ta nhìn thấy cái cầu vượt đấy nó như muốn lao vào trong nhà chúng ta, thì nó cũng gây ra hiện tượng gọi là thiên kiều sát. Và đối với trường hợp như vậy thì ở hai bên hồi của hai bên đến cửa sổ đấy, anh chị nên treo một cái dây ngũ đế hồ lô để chúng ta có thể hóa giải cho cái phần mà cái thiên kiều sát này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm cái bạch ngọc đại minh chú gắn lên phần phía trước cửa thì cũng có thể hóa giải được rất nhiều những cái phần hung sát gây ra bởi những cây cầu này. Những cây cầu này thì nhiều khi có những cái nhà mà biết tận dụng thì lại là cái nơi mà do là cái lưu lượng người đi xuống nhiều, lại là cái nơi mà người ta kinh doanh hoặc người ta quảng cáo hoặc người ta bán các sản phẩm gì đó rất là tốt. Nhưng mà đối với cả những cái trường hợp khác thì nó gây ra những cái hung sát vì cái lưu lượng người đi lại nhiều thì nó cũng gây mất trật tự và nó cũng gây ra là ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh chị, nên chúng ta cũng lưu ý cho hình sát này để có cuộc sống được tốt hơn. Cảm ơn anh chị. Đặng Thị Hồng Hà sinh ngày âm lịch là mùng 7 tháng 3 năm Mậu Ngọ. Xin hỏi thầy, có người khuyên em nên giữ lại tấm vải đậy mặt của người mất sau khi đã khâm liệm thì sẽ rất tốt, cũng như là giữ lại cặp đèn cầy khi cúng động quan, như vậy có đúng không ạ? Em xin cảm ơn thầy rất nhiều. Về cơ bản là trả lời với cả chị Hà thế này. Cái việc mà cái người mất ấy, thì người ta sau khi mà cái người mất xong thì người ta sẽ sử dụng một cái tấm vải trắng người ta che lên trên mặt lúc mà khâm liệm, kể cả lúc mà để báo cái người đấy là mất rồi. Thì trước hết là nó có hai cái tư tưởng. Trước hết là cái gì của người mất thì trả lại cho người mất. Chị để cái tấm vải đấy trong nhà bằng cái việc mà lưu luyến như vậy thì các cái vong hồn nó cũng khó được mà cả siêu thoát. Mà bản thân cái điều thứ hai là cái người ở trong nhà mà giữ cái kỷ vật của người mất thì cũng là cái chuyện mà không tốt, và lúc nào cũng làm cho gia đình có cái cảm giác luôn luôn là lo lắng, rồi sợ hãi, rồi
rất là nhiều những cái tâm lý hoang mang để nhát ma, nên thành ra là tất cả cái gì của người mất thì chị nên trả lại cho người mất. Nên cái việc mà cái tấm khăn mà che lên trên cái mặt của người mất thì nên là đi táng cùng với cả cái vị trí mà khi mà đặt cái huyệt mộ, kể cả nếu như chị có hỏa táng thì sẽ để che đi cái, bất cứ để che trên cái mặt đấy và hóa đi. Cái đấy nó không phải, cái người mất thì nó không phải là cái gì tốt lành, mà giữ lại làm cái bảo vật trong nhà. Có rất nhiều những kỷ niệm, những bức ảnh, những cái hồi ức của chị với cả gia đình, đó là cái, và những cái mà cái người mất còn ở trong tâm trí của chị, thì cái điều đấy là cái điều tốt, chứ không phải là giữ lại cái kỷ vật, mà đặc biệt là cái khăn phải che mặt để khi mà khâm niệm, thì cái việc này là việc rất không tốt, chị nên bỏ. Còn nếu như mà chị chót đã giữ lại rồi thì đến cái ngày mà những cái, nếu như trong vòng 50 ngày thì ngày làm đấy 50 ngày thì chị nên hóa, hoặc là chị nên là hóa bỏ vào cái ngày đấy để chị trả lại cho cái vị trí của người mất. Ngoài ra thì trong này có hỏi về cái cặp đèn cầy, trong này còn hỏi về cái cặp đèn cầy, tức là nói rằng là cái tức là trong này là hỏi là có nên giữ lại cái cặp đèn cầy khi cúng động quan không. Thì nếu như mà chị mua cặp đèn cầy tốt thì chị vẫn có thể sử dụng lại được, nhưng mà trước khi sử dụng chị lấy cái nước ngũ vị hương hoặc nước rượu gừng, sau khi làm cái việc động quan xong thì chị sẽ lau tẩy rửa, tức là gọi là tẩy uế lại cái thiết bị đấy để chị có thể sử dụng trở lại. Còn nếu như mà chị mà không muốn sử dụng, không muốn vương vấn cái đấy thì chị mua cái loại nó rẻ tiền hoặc có thể hóa bỏ được thì nó sẽ tốt hơn, không nên mua loại đắt tiền. Còn nếu chị đã mua loại đắt tiền rồi thì để mà tiết kiệm chi phí thì chị nên là bằng cách là chị lấy nước ngũ vị hương, chị bao sái, chị rảy tẩy rửa lại để tẩy bỏ hết những cái tạp, cái uế, những cái khí, những cái tà, những cái hư tẩy bỏ đi, thì sau đó là chị sẽ có thể sử dụng lại cái cặp đèn này bình thường. Cảm ơn chị. Dạ vâng. Cùng với những cái thắc mắc của một số các anh chị khác về việc ví dụ như là khi mà chuyển ban thờ từ nhà mới sang nhà cũ, có mong muốn là lập lại ban thờ và tận dụng lại những cái đồ thờ cúng cũ, thì một số các anh chị muốn sử dụng lại những đồ thờ cúng cũ thì tốt nhất nên sử dụng rượu gừng hoặc là rượu ngũ vị hương để bao sái những đồ thờ cúng đó và tiến hành sử dụng lại. Còn nếu không, chúng ta sẽ tiến hành là giải xá để có thể là mua những cái sản phẩm mới, vật phẩm mới để chúng ta tiến hành thờ cúng. Bạn Lê Như Hạnh có câu hỏi dành cho thầy. Họ tên Lê Như Hạnh, sinh ngày âm lịch 23 tháng 4 năm 1990. Có câu hỏi, sự nghiệp và mối quan hệ với gia đình bên ngoại của em trong 3 năm nay trở nên nhiều trắc trở. Em đã tìm hiểu kỹ và mọi nguồn thì phát hiện ra nguyên nhân do gia đình bên ngoại có cô vợ của cậu ruột em sinh năm 1973 và hai đứa em họ là con trai, một người sinh 1989, một người còn lại sinh năm 1993, bị đụng chạm đến quyền lợi, ghen ăn tức ở nên tìm nhiều phương pháp để cản trở em. Thậm chí ba người họ còn hùa nhau gièm pha, chia rẽ nội bộ giữa mẹ con em, khiến mẹ em nghĩ tốt về họ và cho rằng họ bị em cố ý làm hại. Em đã nhiều lần giải thích nhưng không có kết quả gì. Mẹ em sinh năm 1961, xin thầy tư vấn giúp em cách hóa giải thị phi trên theo phong thủy. Em xin cảm ơn thầy ạ. Cái trường hợp này của bạn là, để trả lời sự việc này thì tôi được hỏi thế này. Trước hết ý, là cái vấn đề là tuổi của bạn là tuổi Canh Ngọ, mà cái tuổi ba cái tuổi còn lại là gồm có tuổi 73 Quý Sửu, Sửu Ngọ Lục Hại, tuổi Kỷ Tỵ và tuổi Quý Dậu. Và ngoài ra thì mẹ của bạn là cái tuổi Sửu, tức là rơi vào cái bộ tam hợp, tức là rơi vào cái tuổi Tân Sửu. Thì thực chất cái việc hóa giải này nó là do cái mâu thuẫn ở trong gia đình. Bạn nên là gặp riêng và nói chuyện với cả mẹ bạn một cách rất là rõ ràng và rành mạch thì nó sẽ phù hợp tốt hơn. Ngoài ra thì về mặt phong thủy thì bạn có thể kích hoạt cái phương quý nhân của chị ở trong cái phòng khách của mình ấy. Thì ở tại vị trí phía tây bắc phương Sửu, rơi vào cái tọa độ của vị trí của phương Sửu, rơi vào vị trí khoảng 37,5 độ. Thì tại nơi đó chị kiếm một con trâu bằng đồng, chị có thể đặt vào cái phương đó. Ngoài ra thì chị có thể kiếm một cái bộ lông con chim công ấy, một cái bình đó. Thì nếu như mà cái bình đấy mà nó có cái số là 18, cái lông đó, chị cắm vào một cái lọ và chị có thể để vào trong cái phòng khách của mình để tăng thêm cái phần quý nhân tương trợ, cũng như là giúp cho cái gia đình nó hòa thuận và hiểu nhau hơn. Cái việc mà liên quan đến gia đình thế này thì cố gắng là mình phải tăng cường cái việc hòa giải để mà cho nó rõ ràng ra. Còn những cái gì mà liên quan đến cái mâu thuẫn và liên quan đến quyền lợi
thì chị cũng nên là cần tách biệt rõ ràng từ cái quyền lợi trách nhiệm của mỗi người. Thì biết rằng nói việc này là việc khó, nhưng mà về cái phong thủy thì nó chỉ có mỗi, tức là nó có cách là bằng cách là có thể là do là cái phong thủy của nhà chị nó có vấn đề thì dứt khoát phải qua kiểm tra khảo sát rồi sau đó đưa ra những phương án kết luận cụ thể. Nhưng về mặt căn bản thì tại vị trí phương Tây Bắc, vị trí 37,5 độ, tính từ giữa phòng khách tính ra vị trí 37,5 độ, tức là phương Sửu, thì chị có thể đặt một cái con trâu đồng tại đó. Nhớ là phải khai quang điểm nhãn và lựa chọn ngày giờ cụ thể để đặt, để nó tăng được thêm cái uy lực của cái con trâu này. Ngoài ra có thể sử dụng 18 cộng công công, chị đặt ở một cái bình ở trong cái phòng khách của chị cũng có thể tăng cường để hóa giải. Cảm ơn chị. Dạ vâng, cảm ơn thầy và cảm ơn bạn Lý Nhạc. Và nếu như cần nhờ những cái sự tư vấn về chi tiết hơn cũng như cụ thể hơn thì có lẽ là bạn nên sắp xếp một buổi để có thể là qua văn phòng trực tiếp của Phong Thủy Thái Nguyên và sắp đặt lịch hẹn với lại thầy để nhờ thầy tư vấn cụ thể chi tiết. Thì những thông tin cụ thể như này thì chị có thể liên hệ theo số điện thoại 0938689119 để có thể liên hệ với trợ lý và đặt lịch hẹn với thầy. Anh Trần Văn Quỳnh có hỏi dành cho thầy như sau. Thầy cho tôi hỏi, các bài cúng lễ ở Việt Nam thường hay đọc những vị hoàng đế của Trung Quốc, kể cả cúng giao thừa cũng gọi tên các vị quan hành khiển của Trung Quốc, là vì sao vậy? Ở Việt Nam thì phải thờ cúng của các vị vua Việt Nam chứ. Các nhà phong thủy Việt Nam có lẽ rằng nên truyền lại những tư tưởng cho người Việt Nam ạ. Em xin cảm ơn thầy. Cảm ơn anh Trần Quỳnh. Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Thế này, khi nói về Phật thì người ta chả bảo là ông Phật của Ấn Độ. Khi nói về những bậc thánh thần, tất cả con người của Bách Gia, vì trước đây từ lúc mà có thánh thần thì biên giới quốc gia nó đâu có phân chia như thế này đâu. Cho nên thành ra là các vị thánh thần là được hiển linh phong thánh và được người đời ca tụng, người đời thờ cúng để hưởng cái oai linh của các ngài. Cho nên là việc thờ cúng mà gọi tên các ngài, cả thế giới người ta đều gọi tên như vậy. Ví dụ như trong cái phần văn cúng Việt Nam thì đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật thì anh ấy bảo là ông Phật không phải của Việt Nam thì bây giờ gọi ông là ông gì thì cũng không được. Sau đó câu tiếp theo chị nói là phụng thỉnh đương niên thái tuế chứ tôn thần. Vị trí của thái tuế là vị trí của sao mộc, là tuế tinh. Vị trí của thái tuế là vị trí sao mộc. Sự kết hợp của sao mộc với sao thổ ra bộ 60 năm là tương ứng với 60 vị thái tuế đặt tên theo 60 thời thần. Rồi các vị quan hành khiển thì tôi cũng hiểu ở câu hỏi của anh là tại sao cũng dùng hành khiển là các vị vua đời Lý hay đời Trần hay các đời của chúng ta. Nhưng mà văn hóa nó là việc mà lặp đi lặp lại các thói quen, mà bản thân là cái việc mà hiển linh hiển thánh của các quan các thần, anh chị cứ khấn như vậy. Mà nếu anh chị muốn khấn thêm hoặc muốn bổ sung thêm các quan các thần các thánh Việt Nam, anh chị cứ bổ sung vào. Thì vì cái phần này liên quan đến một văn hóa cho nên tôi sẽ không đi sâu vào. Nếu anh muốn có thêm thời gian hoặc anh muốn có thêm cái sự hiểu thấu đáo về việc này thì mời anh qua văn phòng của công ty, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn, tôi sẽ trực tiếp trao đổi cũng như là thảo luận với anh về cái vấn đề này một cách nghiêm túc. Thì nếu như mà ở trên cái phần cộng đồng như này mà chúng ta truyền bá cái tư tưởng như vậy thì nó cũng không phải là một cái cách hay. Cho nên là anh thông cảm, có thể mời anh lên trong công ty, tôi sẵn sàng là mời anh uống trà và thảo luận với anh một cách rất là kỹ lưỡng. Cảm ơn anh. Dạ vâng, câu trả lời rất thú vị của thầy và rất mong anh Trần Văn Quỳnh có thể là lắng nghe cũng như là sắp xếp được thời gian qua văn phòng trực tiếp của công ty Thăng Nguyên chúng em tại tòa 34T Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy và có thể là uống trà và đàm đạo với thầy thì quá là tốt. Phan Thế Trung, dạ thưa thầy, em sinh ngày 29 tháng 10 năm 1969 dương lịch, sang tháng 7 này có cần chú ý gì và đặc biệt trong tháng 8, tức là tháng Dậu? Em xin cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe. Anh Phan Thế Trung sinh ngày 29 tháng 10 năm 1969 tuổi Kỷ Dậu, tức là năm nay là anh tuổi của anh phạm vào thái tuế. Thái tuế tại Dậu tức là vị trí đấy là chính tuổi thái tuế. Ngoài ra thì tại Dậu thì là tự hình, tức là thái tuế tự gây hình hại lẫn cho nhau. Cho nên là làm cho tự mình trách mình cũng như là tự mình gây ra những cái bức xúc, gây ra những cái khác phản cảm cho bản thân mình. Cho nên là cái tuổi Dậu năm nay anh cần phải giữ gìn sức khỏe bằng cách là thường xuyên tập thể dục để giữ lại điều độ. Cái tập thể dục rất tốt vì nó đem lại cái nhịp, cái nhịp điệu để anh sinh hoạt hàng ngày, cái nhịp điệu anh tập thể dục để tạo ra cái thói quen cũng duy trì cái sức khỏe. Ngoài ra thì cái người tuổi Dậu năm nay rơi ở vị trí của thái tuế mà bị tự hình, cho nên là cái phần răng và phần và dễ bị ảnh hưởng đến cái phần liên quan đến răng lợi. Cho nên vào cái tháng 8 là tháng Dậu này anh nên gặp bác sĩ nha khoa kiểm tra lại cái răng. Cái việc này để hóa giải chứ tôi không bảo anh là răng bị làm sao,
Nhưng mà nếu có bị làm sao thì càng tốt, thì gặp bác sĩ để mà xử lý lại. Anh thì lấy cao răng hoặc anh kiểm tra cái răng, hoặc cho bác sĩ bác cầm mấy cái thanh sắt đấy mà dụng cụ ấy, gõ gõ vào mấy cái răng kiểm tra là việc rất tốt. Ngoài ra anh nên đi hiến máu nhân đạo, bởi vì là muốn cần cái hiện tượng là kim mộc khắc nhau, tức là muốn cái kim nó chọc vào người anh để là kim khắc mộc, gọi chung đấy là tai nạn. Ngoài ra thì khi rút máu ra nữa thì gọi là bị cái tai nạn mất máu. Để hóa giải cho cái tai nạn này thì anh có thể, cái việc này cũng vừa tích thêm cái công đức và cũng tích thêm cái phước, cho nên anh có thể vào cái tháng 8, bắt đầu từ ngày 17 của tháng 7 âm này, tiết khí của tháng 8 đã chuyển rồi, nên anh có thể thực hiện cái việc, hai cái việc mà tôi vừa mới bảo anh. Ngoài ra là nhớ phải tập thể dục thì nó mới đem lại được cái sức khỏe của anh chị lâu dài. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Thì với những thông tin thầy đưa ra thì hầu hết đã có những cái thông tin rất chi tiết trong phần các hung vận hạn của các tuổi và những năm trong cái khóa kích hoạt tài lộc của thầy Tam Nguyên đã nói rất rõ. Như vậy thì hầu hết vào cuối năm thì thầy Tam Nguyên sẽ tổ chức một cái khóa gọi là khóa kích hoạt tài lộc. Ví dụ như là cuối năm 2017 thầy sẽ tổ chức cái khóa kích hoạt tài lộc cho năm 2018 năm Mậu Tuất. Thì các anh chị nên rằng sắp xếp thời gian để có thể tham gia những khóa học như này, để có thể nắm được phần các hung vận hạn của chính bản thân mình trong vòng một năm, để từ đó các anh chị có thể sắp xếp thời gian cũng như để hóa giải những cái vận hạn mà nó có thể xảy đến, đồng thời cũng là một cách để giúp cho anh chị tăng phúc, kích hoạt thêm những cái tài lộc gia đạo cho chính bản thân mình. Câu hỏi của anh Đỗ Thắng dành cho thầy. Dạ thưa thầy, em có cậu con trai sinh ngày 28 tháng 10 năm 2010, năm nay cháu vào năm học mới, xin thầy tư vấn cách nào để giúp cháu có thể học hành thông minh cũng như là giỏi giang trong học tập. Xin cảm ơn thầy. Năm nay là năm 2010, bắt đầu vào cái lớp học đầu tiên thì cần phải trang bị. Cái tuổi này thực ra là vẫn là cái tuổi chơi của các cháu là chính. Cái việc học đó là cái việc mà rèn luyện ý thức và rèn luyện bằng thói quen, cho nên cũng đừng ép các cháu học nhiều vất vả. Để tăng cường thêm cái việc học hành thì trong phong thủy thì sử dụng ba cái phương pháp. Phương pháp nếu như mà có thể đeo vào người, anh thì sử dụng một cái bút văn xương nhỏ đeo vào cặp cho cháu để tăng cường thêm may mắn. Hoặc là cái năm 2010 là cái tuổi canh, vị trí của phương văn xương tại vị trí phương dậu, tức là vị trí phương tây nằm tại vị trí phía tây bắc phương tuất của cái tuổi. Nên thành ra là anh chị có thể lấy cái vị trí tây bắc làm vị trí văn xương, thì tại có thể đặt cái bàn học của cháu ở vị trí phía tây bắc trong phòng. Hoặc là nếu như mà không đặt được cái bàn học tại nơi đó thì anh chị có thể để đến đấy một cái tháp văn xương vào vị trí đó. Còn nếu đặt tháp văn xương mà không có chỗ để thì chị có thể treo vào đấy một cái bút văn xương to khoảng 20 phân. Ngoài ra thì trên mặt bàn thì có thể sử dụng một cái hộp bút văn xương và cắm lên trên đấy 4 cái bút lông, nó tượng trưng cho cặp 1-4, tức là tứ lục, gọi là văn xương đế tinh, cũng để tăng cường cho cái việc học hành và tăng cường thêm cái việc tập trung. Cái vật phong thủy này thì anh chị có thể khai quang và lựa chọn cái ngày nó phù hợp để cho cháu có thể việc học hành nó trở nên nó thuận may, và để cho cái tương lai sau này nó tốt đẹp. Rất là cảm ơn anh, bởi vì là những người phụ huynh mà có cái sự quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục và cái việc của nuôi dạy con cái thế này cũng là cái việc rất là tốt để cho cái mầm sống, cũng như là để cho cái thế hệ trẻ đằng sau này. Rất là cảm ơn anh. Có thể ứng dụng thêm những biện pháp phong thủy vào để cho cái việc học hành trở nên thuận may cũng là việc rất là tốt. Cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy. Và anh Đỗ Thắng cần sự tư vấn chi tiết hơn về những vật phẩm phong thủy cũng như pháp khí phong thủy, mời anh liên hệ theo số hotline 0933609119, chúng em sẽ luôn hỗ trợ và cũng như là tư vấn tận tình cho anh để anh có thể hiểu rõ hơn và cũng như là cách ứng dụng những vật phẩm và cách bài trí đặt những vật phẩm này như thế nào. Chị Nguyễn Thị Hoàng Liên. Thưa thầy, em chào thầy. Thầy cho em hỏi về vấn đề sửa nhà. Chồng em sinh ngày 21 tháng 6 năm 1963, còn em sinh vào 5 giờ sáng ngày 21 tháng 11 năm 1966, nhà hướng Đông Nam 139 độ, tọa Tây Bắc. Năm nay sửa nhà thì có được không thầy? Mong thầy giải đáp giúp em xin cảm ơn thầy. Chồng chị sinh năm 1963 tuổi Quý Mão, còn chị sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ. Thì năm nay nếu như nhà chị hướng Đông Nam mà chị sửa toàn nhà, sửa tức là mình sửa toàn bộ nhà, tức là sửa ở đây thì có rất nhiều khái niệm sửa, tức là chị nâng thêm tầng cũng là sửa, hoặc chị sửa tại vị trí nào trong nhà thì cũng gọi là sửa. Nếu như mà chị năm nay chị cất nóc, chị làm thêm một cái tầng nữa ở bên trên thì việc này là việc hoàn toàn tốt, không vấn đề gì cả, vì năm nay hướng của Đông Nam thì nó cũng rất là vượng. Nếu như mà chị sửa ở vị trí phía Đông, vị trí phía Đông Nam so với tâm nhà
thì cũng rất là cát lành. Ngoài ra thì vị trí phía đông bắc hoặc vị trí phía bắc nếu như cần thiết sửa thì hoặc tây nam chỉ có thể vấn đề sửa được. Nhưng mà nếu năm nay cái vị trí chị tu sửa so với tâm nhà nó là vị trí phía nam, phía tây hoặc tây bắc thì không có làm được. Và nếu như mà chị sửa theo bộ phận, tức là sửa theo cái khu vực của trong nhà, xem khu vực đấy là một khu vực nào, thì cần phải xem ngày cụ thể sửa để tăng thêm, vừa là để cắt tường, vừa để hóa sát, vừa là để hóa sát, vừa là để tăng thêm cái tài lộc, nên chị cần có thể bố trí và sửa vào cái việc như vậy. Còn nếu chị sửa vào toàn nhà, tôi nói chị sửa toàn cái nhà khu vực của mình, thì chị có thể tiến hành sửa vào cái thời điểm của tháng 10 âm lịch. Năm nay thì hoàn toàn sửa nó rất là cát lành. Cảm ơn chị. Thầy cho em hỏi, em tên Lê Xuân Chuyên, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1985, nhà tọa đông hướng tây 285 độ. Thì em xin phép hỏi thầy có hợp hướng với em không ạ? Em làm bếp và bàn thờ theo hướng nhà này luôn. Em xin cảm ơn thầy. Anh sinh tháng 11 năm 1975, tuổi Ất Mão. Ở trong cái trạch nhà tọa tây hướng đông. Theo Đinh Long Tân Mộc Phái thì cái nhà tọa tây hướng đông, tọa thì đông hướng tây nhà tọa đông hướng tây ấy, thì không phù hợp với tuổi của anh, kể cả đông tây hay kể cả tây đông luôn, thì nó đều không có phù hợp. Tức là nhà hướng tây hay nhà hướng đông thì nó cũng chưa được phù hợp. Còn cái việc mà đặt bếp và bàn thờ theo hướng nào thì nó phải theo cục, tức là theo cái thiết kế bố cục của cái nhà anh, xem là các lối đi, các cái tiểu môn, tức là cái cửa cổng nó ra vào thì phương vị nào, rồi còn phải xem các cái cục đất, rồi tuổi của tất cả các thành viên trong nhà anh như thế nào nữa, thì người ta mới quyết định xem là cái việc đặt để cái phòng thờ, đặt để bếp và đặt để và chọn lựa cái phòng ngủ của gia chủ, là phòng ngủ của tuổi anh ấy ở chỗ nào, thì người ta sẽ phải căn cứ vào cái thiết kế tổng thể, cái bản vẽ của nhà anh thì mới thể quyết định được. Nhưng mà nhân đây thì nếu như anh hỏi câu này thì tôi vẫn cứ tư vấn cho anh là anh nên là chọn lựa một cái nhà có hướng là tọa tây nam hướng đông bắc, hay còn gọi là nhà đông bắc. Hướng đấy nó rất hợp với cả chân long, tức là mệnh của anh. Nếu được chọn cái nhà này thì mọi việc nó sẽ phát triển bền vững và rất là lâu dài. Cảm ơn anh.